khác bạn. Hồi ở Việt Nam thì có ba món mình ăn hoài không ngán, đó là bún bò, cơm gà và phở. Ở Nhật thì phở rất là mắc và không phải lúc nào cũng đi ăn được, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nấu phở tại nhà mà bao ngon, bao ngon, bao ngon, bao ngon, bao ngon. Thank you.